Hello mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục công việc làm tiết kiệm trên Farmme nào mọi người. Ok, thì giờ mình sẽ bắt đầu với cái hạt đầu tiên nhé. Sáng giờ thì mình làm hai vé khá là nhiều mọi người. Hy vọng thì trong video này của mình sẽ được nhiều ba vé hơn. Sáng nay mình đổi khá là đen mọi người. Sắc hơn này mình chỉ có một nhiệm vụ mình không làm được nha mọi người. Ok, mình sẽ đổi luôn vào đây. Chắc sale 5 cơ rốt của mình đó. Sale 5 cơ rốt 5 cơ rốt tổ. Ok, thì mình sẽ đi thu cơ rốt để mình sale nha. Thu xong thì mình sẽ tưới lại nha mọi người. Tưới lại vừa xong mình có cái để thu nhé. Không cần tưới quá nhiều, mình tưới 5 củ là được. Cúc đất và mua 7 ô mai led nào mọi người. Ok, mình tiếp tục cuốc đất nào mọi người. Mình cuốc hết số năng lượng này thì mình sẽ đủ đất nhé.
Ok, mình hoàn thành nhiệm vụ ạc này rồi nhé mọi người. Giờ mình sẽ qua ạc khác nào. Ok, may quá mọi người ơi, cái lần đổi cuối cùng của mình nó lại ra nhiệm vụ mọi người. Khi mình đổi thì khá là may mắn đấy. Có 10 potato, cái cà rốt. Ok, em sẽ đi tới cà rốt nha mọi người. Học này chưa mò thứ nữa là hiểu luôn. Còn sau 4 hành cây okay. Ok, mình sẽ sau hành qua mua rừng và thành cây mọi người. Thì mình sẽ qua mua 10 gừng và trái cây là hoàn thành nhiệm vụ này nhé mọi người. Cái gì? Đồng đi mua nước là tốt. À đồ, nó có mua mình cho mình không ta?
điện thoại nó gọi bao giờ đó ngày một nói số nào đó ta. Số nào là với dùng số mô ta. Ở đây lên nó không được. Kinh cũ thì mình bay mấy ngàn không? Tiền thấy được xem gì mà 2000 không tiền ok mọi người mình học tập xong vụ án này rồi mọi người đúng mình thì đang đầy mình sẽ bán bước để mình tập quà nhé mọi người. Sẽ quá là khác nha mọi người. Gọi đặt sau này cũng sẽ may mắn gặp vừa rồi. Rồi chứ đời nào mà nó nghĩ đến mình, nó mua cho mình luôn. Còn mà mình mua ai biết, mua mà mở. Mua rồi mua, nó là luôn. Nghe biết họ rồi mà đời mua nước ngọt họ từ chối mua. Mà mua thì mua chứ đừng là từ chối mua. Ừ, làm gì tao không cần tiền, tao chỉ cần nước ngọt thôi, đừng đưa tiền nào. Không 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 mà không hết ạ. Chứ mà muốn nước mày đọc cái số mày đưa tao lưu lại cái nào, gọi thì không được, gọi toàn gọi cái số cũ không. Nước không bao giờ nhớ tới mình hết trơn á, không bao giờ mình từ chối nước ngọt không.
Ok. Túi gạo 100 gram rốt củ hành. Mọi người 120 đá hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Ok, mình mua trứng mình đập đá nha mọi người. Ok, 120 đá mọi người. Giật lăn đùng ra đây đó cha nội ơi.
tôi quýt à. Tôi quýt Sago à. Lộc thì có bao giờ săn mô mà bé. Lộc có bao giờ săn mô mà... Lộc đi mít à? Lộc thì biết rồi, đánh muôn đời có bao giờ săn mô. Lucy cũng súng hết nữa rồi tôi. Lucy của họ hai tay hay súng nha, Lucy của Lộc thì chắc. Ok, mình tiếp tục căn trứng để mình đập đá nha mọi người. Làm cho bạn với. Đầu làm thumbnail cho bạn với. Trăm 20 tưới 40 chặt thôi cũng đập đá ở đây. Nhưng mà hết lượt đổi rồi. Thì vậy là tôi sao mà mình còn 15 đá, mình cắn thêm 3 trứng này nữa là vừa đẹp mọi người ơi. Là mặt đầu tiên nó 30 vé. Làm rứa hàng chi mà không trăm năm mấy. Yeah.
tiếp theo nào mọi người ơi. Trời ơi, 30 nắm bắt đơ. Số 10 cà rốt, 10 quân tô tô. Trời ơi, cái này cũng khá là nặng mọi người. Mình sẽ qua map forest mình nhặt nấm với lại sâu hành nữa mọi người. Giới thiệu nữa này, gieo lại từ đầu. Cô đã uống rồi không? Đã uống. Cô đã uống. Rồi, mua đá rồi đúng không?
mở cái mồm ra. Cái tao phải chung mà, chung hết không đủ nữa. Chui gieo lại cho lại để là chung mà phải đó. Bạn uống chưa đi được rồi à, thấy không? Chứ nếu đập đá thì mình sẽ nhặt nấm luôn nha mọi người. Ok, mình nhặt nấm nha mọi người.
Ôi, nãy giờ nấm đen khá là nhiều mọi người, mà nhặt 20 nấm mà nãy giờ gặp 3 nấm đen rồi. Ui, 4 cái nấm đen luôn mọi người ơi. Nếu như 5 cái nấm đen là mình sẽ không làm được nhiệm vụ 20 nấm nhé. 4 nấm đen thì mình vẫn làm được mọi người. Ok, mình sẽ nốt cái vật này, tí mình sẽ quay lại tưới nhé. Quả tiếp theo nè mọi người. Mà mình sẽ làm nhé mọi người, vì cái chuỗi ba vé mình sẽ làm. Cà rốt tí mình sẽ quay lại mình tưới một lần nữa nhé mọi người. Mua 5 lúa 4 hành 6 potato 8 cà rốt. Ok, mình sẽ qua mất forest mình gieo nha mọi người.
ok thì mình sẽ chạy qua mất forest nha mọi người. Ok, mình sẽ cuốc đất để mình gieo nha mọi người. Mình đang có nhiệm vụ cuốc 40 đất luôn đấy. Mình sẽ cuốc ở bên mắt Red nha. Ok, còn hành và cà rốt thì tí mình sẽ quay lại mình tưới lại lần nữa. Quay lại ạc này mình tưới cà rốt với tưới hành nào rồi. Này tí mình quay lại tiếng một lần nữa nha mọi người.
Thu năm cà rốt, xe năm cà rốt 15 hồng. Lọc đánh carry mà nghĩ răng cái đít B nó phù hợp. Hôm qua đứng đứng với em mà coi như là ba bốn cái bất tử đứng người không có thằng này kháng được. Hôm qua tao thấy lần đầu tiên tao thấy con chùa tụi nó xanh rồi. Thì qua lần thứ hai thì có một cuốn của mày mới thế rồi. Cuốn với tay mà không biết cái mùi chết là gì mà rồi. Thế là không biết nguồn quốc quốc chuột ở đây rồi, quốc xạ tiễn ở đây rồi. Chi ba năm người mà từ tao ăn hai mà đi ăn ba mà. Có con chuột đó bài tủ á đâu à, mà thông thầu bảy chuột chứ mày chơi chơi mô mà giỡn hoài. Mà lâu lắm là không cho AD thôi. Ok, mình vô đặt tiếp theo nhé mọi người. Nãy thì mình vừa quay lại mình tưới một số hạt mình tưới lại. Reset nhiệm vụ nè mọi người. Cắn ông mê lết xeo gần một cây 40 đá ok. Lại 120 đá mọi người. Thôi vì cái chuỗi 3 mình vẫn tiếp tục làm 120 đá nhé. Nghe quá nhiều cây. Rốt là 120 đá mọi người. Sơn lụm kìa. Sơn lặt cái đầu bạn mình là Sơn. Ôn không nhớ. Tu ca mới chơi mà tu ca đó anh qua anh hồ anh vô công ty là anh bày nó chơi mà răng đánh lại Sơn cho được. Còn có mấy ngày nữa. Tuần nữa chứ mấy ngày hai. Bye.
mà khá cân nhưng mà ra được áo sinh không ấy là chuyện. Cơ 60% Việt Nam, 40% là đỏ mà, đỏ đen. Nói đỏ đen quá, không đúng, đa số là Việt Nam. Đó, anh có đánh không? Hôm qua anh Sơn đánh mà. Hôm qua có mình Sơn. Hôm qua Sơn nó up cấp sớm ra sớm là cũng đúng thôi, chứ mà ra đó ra hơi quá à. Hôm qua Sơn ăn 70 đó chứ hôm qua em đâu đâu ai lại thấy đâu đánh Sơn vô ao trình mình kêu quá mà. Đánh mà Sơn chấm máu mà bên kia làm gì. Bên kia cũng tàn thôi chứ. Tìm mua mà bắt được hai hết hay là nhặt lõi lượm lõi à. Nhưng mà làm răng đủ tiền được nha, đánh xong rau ba rau đá chỉ được 10 vàng thôi, làm răng mà được chừng đó hai được. Thường thường là rau xong đó được có 10 tiền thôi, là chỉ bắt được tầm 1-2 con hay là đã. Vậy đó là hơn một cái lõi vàng rồi đó, hơn một cái lõi vàng. Hèn gì anh Tôn kêu bài chơi đó, phải chơi bài quá. Một vàng là do cấp sớm nó ra tướng thì cũng đúng thôi, nhưng mà ra hơi quá. Úp lên level 6 ra 2 siêu fan là hơi quá. Thank you.
mình đang còn 40 đá nha mọi người, mình mua thêm năng lượng để mình đập đá tiếp nha. Quả dâu nha mọi người. Ok mọi người, mình đang còn 3 đá nữa thành nhiệm vụ nha mọi người. Ok mọi người, mình hoàn thành nhiệm vụ quạt này được nhé mọi người. Ok, giờ mình sẽ qua ạc khác nè mọi người ơi. Đá đổ ra 40 gỗ. Có 5 lần đổ mà đổ cái 80 đá ra 40 gỗ. 18 gà rốt, 8 lúa, xem 5 lúa. Rồi, lần thứ 5 nó ra 40 gỗ, xong nó không ra luôn rồi. Rồi 5 lần mà lần thứ 5 nó ra 40 gỗ, trời ơi. Rốt 18 lúa, 24 cà rốt, 60 gỗ. Đáng gì đâu. Thank you.
sau 6 giờ tiến hành và qua chặt gỗ nhé. Thì video của mình đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Tạm biệt mọi người. Nhớ, hãy giúp mình tới là em chung được một trường và em trai thấy trường mình có nhau.